Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh Đồng Nai phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố năm 2024 cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu các mặt công tác liên quan đến công tác phòng chống khủng bố. Tham dự hội nghị có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Võ Tấn Đức, Ủy viên Thường vụ, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Trung ương. Phát biểu khai mạc, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Võ Tấn Đức nhấn mạnh, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia, lãnh đạo Bộ Công an, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng chống khủng bố phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đồng Nai. Chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia, các đoàn công tác của Trung ương, đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc tại Đồng Nai. Dù vậy, Đồng Nai là địa bàn có vị trí chiến lược vùng Đông Nam Bộ, là cửa ngõ giao thông huyết mạch và trọng điểm về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó, hiện Đồng Nai đang có nhiều dự án kinh tế lớn, trọng điểm đang được triển khai xây dựng như cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc, đường vành đai, khu kinh tế mở, thu hút được nhiều nguồn lao động đến làm việc. Do đó tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, các thế lực có thể lợi dụng để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị các đồng chí tham dự cần tập trung lắng nghe, trao đổi về tình hình tại địa phương, cơ sở để báo cáo viên có cách hướng dẫn và ghi nhận báo cáo về Trung ương. Tại buổi tập huấn, Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, báo cáo viên đã trình bày các luật phòng chống khủng bố, các nghị định của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố các cấp và tình huống khủng bố và xử lý ban đầu, tăng cường bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,